thì nhờ các em là mà mở cái webcam lên hết giùm thầy để thầy xem coi chúng ta có ngồi học cho để nghiêm túc không này. Rồi thầy cảm ơn các em. Rồi chúng ta bắt đầu học nha. Thì các em dở tài liệu ra chỗ chương 3. Mình sẽ học chương 3 một số cái phân phối xác suất thường dùng. Thì các em thấy cái màn hình cái trình chiếu của thầy không ạ? Thầy ơi. Thì hôm nay thì mình sẽ nghiên cứu một số cái luật phân phối xác suất. Tuần trước thì mình đã nghiên cứu về cái biến ngẫu nhiên, về cái luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên và các cái số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Thì có những cái biến ngẫu nhiên mà cái luật phân phối xác suất nó là nó phổ biến, người ta đặt tên luôn đó, thấy không? Thì cái chỗ này thì các em có thể tham khảo ở trong cái phần mềm Excel của mình đó, nó có rất nhiều cái luật phân phối, thấy không? Chẳng hạn như em bấm vô một cái hàm nè, em chọn cái gói hàm thống kê đó. Thì cái chỗ nào mà nó có cái chữ DIST ở phía sau đó là cái chữ distribution đó, là phân phối xác suất đó, thấy không? Đấy, thì ở đây nó có nhiều cái luật phân phối, chẳng hạn như phân phối beta nè, phân phối nhị thức, nó ở đây nó ký hiệu là cái chữ binom, binomial, rồi chi chi equidistribution, tức là phân phối khi bình phương, thấy không? Rồi ở đây nó có cái phân phối là tức là liên quan đến phân phối chi bình phương thì nó cũng có nhiều, phải không? Có nhiều cái vấn đề liên quan đó. Rồi chẳng hạn như là phân phối f-bon nè. Rồi phân phối nói chung một chữ nào em thấy có chữ dis là nó là cái luật phân phối xác suất đó. Ví dụ như gamma nè, phân phối gamma nè. Rồi phân phối siêu siêu hình học nè. Rồi phân phối loga chuẩn. Rồi phân phối nhị thức âm. Rồi phân phối chuẩn. Đó, rất là nhiều cái luật phân phối mà nó gọi là thông thường hay là thông dụng gì đó, thì nó những cái nào có trong Excel nó là thông dụng hết. Đó. Weibull nữa nè, tức là có nhiều luật phân phối. Nhưng mà ở trong cái chương trình của mình thì mình sẽ nghiên cứu ba cái luật phân phối chủ yếu thôi, tức là phân phối nhị thức. Phân phối nhị thức là nó liên quan đến cái quá trình Bernoulli, liên quan đến quá trình Bernoulli mà ở chương 1 á. Rồi cái phân phối siêu bội
thì cái con phố siêu bội này nó liên quan đến cái bài toán mà mình chọn chọn sản phẩm ở trong cái hộp, tức là chọn cùng lúc không còn lại đó. À, đấy, còn cái phân phối nữa là phân phối bớt xong, phân phối bớt xong, phân phối xong chẳng hạn như là cái phân phối của cái số người đến một cái trạm xe buýt trong một khoảng thời gian nào đó, hoặc là số số lần xảy ra một cái sự kiện A trong một cái khoảng thời gian nào đó. À, để phân phối mới xong rồi cái phân phối nữa là cái phân phối chuẩn, phân phối chuẩn thì phân phối chuẩn này đó là mình nghiên cứu phân phối chuẩn và chuẩn tắc. Thì ngoài ra thì trong cái phần chương 3 này nó cũng giới thiệu thêm một số luật phân phối khác. À, một số luật phân phối khác em sẽ theo dõi ở đây. Thì trước đầu tiên đó là mình sẽ nghiên cứu về cái phân phối nhị thức. Thì một biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối nhị thức với tham số NB. Ở đây N là số nguyên dương. Lưu ý em ghi thêm cho thầy là N là số nguyên dương. Tức là N thuộc tập hợp số tự nhiên. À, khác không, và B là một cái số lớn không nhỏ một, và miền giá trị của nó là từ 0 đến n. Cái này thì em ghi thêm số 0 cho thầy, cái này nó thiếu số 0 rồi, tức là 0 1 2, tức là mình ghi cho mình sửa đây nè, y mà x nó sẽ bằng là 0 1 2 chấm 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 đây nè. Đây. Vậy thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên này nó sẽ nhận giá trị từ 0 đến n, và cái xác suất để nó nhận một cái giá trị x bằng k với k là từ 0 đến n đó thì nó theo công thức này. Không? Thì như thế này mình gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với cái tham số NB. Không? Thì một biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức đó chính là biến ngẫu nhiên chỉ số lần thành công trong cái quá trình Bernoulli. Thì cái quá trình Bernoulli đó là một cái quá trình mà mình tiến hành phép thử lặp đi lặp lại thế nào lần một cách độc lập nhau, và cho mỗi lần đó thì xác suất thành công đều là B không đổi, B là B này. Đấy không, ví dụ em đem ấp 8 trứng gà thì em coi như là mình đã tiến hành một cái phép thử 8 lần, đó là phép thử ấp một trứng gà. À, và xác suất để một cái trứng gà nở là B. Thấy không? Như vậy thì mình sẽ có một cái quá trình Bernoulli gồm N bằng 8 và B bằng B đây là chưa biết ha, B là một số lớn không nhỏ một. Thì khi mà như vậy thì ở đây là định nghĩa, cái này gọi là định nghĩa cái phân phối nhị thức. Và phân phối nhị thức nó chính là chỉ số lần thành công trong cái quá trình Bernoulli. Thì các em có thể tham khảo lại chỗ chương 1 là cái quá trình Bernoulli ở cuối chương 1 đó. À, khi mà n bằng 1 thì ở chỗ này mình đọc là gì? Khi mà mình ký hiệu thế này mình đọc là X có phân phối nhị thức với tham số NB. Bây giờ thì khi mà N bằng 1 á, thì mình sẽ không còn phân mình không không kêu nó phân phối nhị thức mà mình gọi nó là phân phối Bernoulli. Phân phối Bernoulli. Đấy, tiếng Việt của mình đọc là Bernoulli ha. Bet nè. Nu ly. Thì khi mình có một cái định lý như sau: khi mà x y là hai cái biến ngẫu nhiên độc lập và nó có cùng phân phối nhị thức hết, tức là có cùng cái tham số b, nhưng mà cái tham số n thì nó thay đổi n và m, như vậy thì khi đó mình sẽ cộng x y lại thì nó sẽ có là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức, nhưng mà cái tham số nó
là n cộng với m từ b. Thì chúng ta có cái hệ quả như sau. Cho các biến ngẫu nhiên độc lập mà nó cùng phân phối Bernoulli, tức là cái x mẫu x thay x n này là đều có phân phối Bernoulli hết và nó độc lập nhau, thì khi nó tổng n cái biến ngẫu nhiên này nó ra một biến ngẫu nhiên mới, là biến ngẫu nhiên này mình đặt là biến ngẫu nhiên x này, này nó có phân phối nhị thức với thông số n b, tức là áp dụng cái định lý 3.1. Thì như vậy thì mình nhớ lại là cái phân phối Bernoulli đó, cái phân phối Bernoulli là như thế này các em, tức là một cái biến ngẫu nhiên mà nó chỉ có hai giá trị là 0 và 1. Ví dụ như mình tiến hành phép thử, nếu mà thành công thì mình ghi số 1, nó thất bại thì mình ghi số 0. Vậy thì cái phép thử này nó chỉ có hai cái kết quả là thành công và thất bại. Đó, và xác suất thành công là B. Xác suất thành công là B. Xác suất x nhận giá trị bằng 1 là B, và nhận giá trị là 0 là 1 trừ B. Không. Thì cái này biến ngẫu nhiên x như thế này, thì mình gọi x là có phân phối Bernoulli với tham số là B. Không. Như vậy thì nếu mà x là có phân phối Bernoulli tham số B thì kỳ vọng của x nó bằng bao nhiêu? Bạn nào trả lời được? Phạm Văn Sang. Dạ thầy. Em cho thầy biết đây là nếu mà x là biến ngẫu nhiên có phân phối Bernoulli như cái bảng phân phối xác suất vừa thầy ghi ở trên bảng này, vậy thì cái kỳ vọng của x tính như sao, bằng bao nhiêu? Tính ra được chưa em? Dạ chưa chưa qua đến máy tính, máy tính nghiệm bài của này. Này nó máy tính gì, cái này số này, này chữ rồi bấm máy tính gì, ghi công thức thôi, nhớ công thức không? Tính kỳ vọng của nó là mình phải lấy cái gì, thì rồi mình học biến ngẫu nhiên nè, mình cứ kỳ vọng của x thì mình lấy cái giá trị của nó nhân cho gì xác suất tương ứng. Ở đây nó có mấy giá trị, Nhớ lại hai. 0 1 đúng không? Vậy là em lấy không nhân cho mấy nè, xác suất tương ứng của nó dưới đây là nhiêu? Xác suất nó là không với một. 0 nhân cho 1 trừ b. Dạ. Xác suất của nó là 1 trừ b, xác suất x bằng 0 là bằng 1 trừ b, còn xác suất x bằng 1 là nhiêu? Xác suất x bằng 1 nhân b. Xác suất x bằng 1 là b, chứ không phải bằng 1 nhân b. 1 này là cái giá trị của nó nè. Em nhân ngay xác suất thấy không? Rồi em cộng lại hết cái này lại thì ra nhiêu? Bằng B. Đó thì cái xác cái gì thì cái kỳ vọng của, nếu mà x là biến ngẫu nhiên có phân phối Bernoulli thì cái kỳ vọng của nó là b. Rồi nhắc lại thầy công thức phương sai coi, phương sai của x là tính bằng công thức gì? Là kỳ vọng của cái gì trừ cho kỳ vọng cái gì, kỳ vọng của x bình phương rồi trừ cho cái gì em? Thôi chết rồi, học mới mới học tuần rồi đấy, có làm bài test chưa, có làm bài test chưa, được bao nhiêu điểm mà bây giờ không nhớ công thức này gì chân vậy hả? À, đây là công thức tính phương sai nè, thức tính phương sai nè em, là kỳ vọng của bình phương trừ bình phương kỳ vọng đúng không? Rồi chắc là thầy phải thêm cái câu hỏi liên quan đến cái công thức phương sai này vô quá, để thầy nghe điện thoại đấy. Rồi thầy có việc đột xuất chút em, tại vì có điện thoại đột xuất chút em, tạm ngừng chút rồi bây giờ mình tiếp tục học nha các em. Rồi bây giờ thầy nhắc lại nè.
À, đối với một cái biến ngẫu nhiên đó thì nó có cái bảng phân phối thì mình tính cái kỳ vọng nó là như thế này phải không? Mình lấy giá trị nó nhân xác suất tương ứng phải không? Rồi phương sai đó thì mình sẽ lấy là kỳ vọng của ít bình phương trừ cho bình phương của kỳ vọng. Đấy là bạn nào sử dụng công thức này tính cái kỳ vọng tính cái phương sai của biến ngẫu nhiên phân phối Bernoulli giùm thầy coi. Bạn đã làm không được rồi. Đây để thầy coi tên này. Đỗ Thị Trúc Lan, Dạ thầy. em làm được không bài này không? Tính phương sai nó tính sao đây? Bây giờ kỳ vọng của ít bình phương tính sao đây? Nó bằng cái gì? Em mở mic luôn đi Trúc Lan, đang trao đổi với thầy bằng đất mic. Dạ. Mà sao làm được không? Thế không nhớ này. Chết rồi trời ơi, học cái môn của tôi cái môn này là học qua rồi bỏ hay sao mà không nhớ gì trơn vậy? Còn thi nữa mà. Bây giờ thầy nhắc lại nè. Kỳ vọng của ít bình phương thì cái chỗ nào cái giá trị của nó bình phương lên, chỗ này đó giá trị của nó là nhiêu là không nè, em bình phương lên được chưa, em bình phương lên rồi nhân cho xác suất tương ứng của nó, xác suất tương ứng là nhiêu đây đọc coi. 1 chữ B. Không nhân 1 trừ b, 1 trừ b nè, rồi cộng cho cái gì đây, chỗ này bình phương lên mà được 1 bình phương nhân cho b. Thấy không? Thì cái này là kỳ vọng của ít bình phương nè, kỳ vọng của ít bình phương nè, rồi trừ cho bình phương cứ kỳ vọng kỳ vọng của nó lúc này là b đúng không, vậy thì trừ cho b bình. Đấy. Thì nó ra được cái gì đây, ra được cái gì đây, em đọc coi kết quả trên đây ra nhiêu. Xong tắt mic Không. rồi hả, Không. cái này là không rồi khỏi tính ha, còn chỗ này bao nhiêu, Bê bệnh. chỗ này Bê nè bệnh trường bê bệnh. gì b bình, cái này 1 bình nhân b mà sao b bình được em, chờ thằng chút thì đây để thầy nghe điện thoại nhé. Rồi giờ tiếp tiếp tục nha các em, thì bây giờ thầy nhắc lại nè đó, thì chỗ này đó là cái công thức tính phương sai là các em phải nhớ chứ, bây giờ mình mới vừa học tuần rồi bây giờ hỏi là không biết nào nhớ cho gì, thì cái này nó kỳ vọng của bình phương trừ bình phương kỳ vọng nữa thôi, thì bây giờ mình tính toán lại thì chỗ này nó sẽ là b nè, b rồi trừ cho b bình, cho nên là nếu này em đem b làm thử chung thì nó còn là 1 trừ b đúng không, rồi thường cái số này nó đặt là q đấy thì nó bằng b nhân q thấy không. Đấy, cho nên là cái nếu mà ít là biến ngẫu nhiên của phân phối Bernoulli thì kỳ vọng nó bằng b và phương sai đó là b nhân q. Đấy, thì mình đảo lại cái bài học của mình à. Đấy, thì nếu mà mình xem cái biến ngẫu nhiên của phân phối nhị thức là tổng của n biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối Bernoulli. Đấy, thì em lưu ý cho thầy là biến ngẫu nhiên của phân phối Bernoulli đó. Biến ngẫu nhiên của phân phối Bernoulli thì cái kỳ vọng của nó bằng 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 b và phương sai nó bằng 1. Thấy không? Tức là biến ngẫu nhiên x1 này nè, một một x2 này nè, cái kỳ vọng của nó là bằng bằng b hết. Thấy không? Bằng b. Rồi, kỳ vọng của x1 cũng bằng b, kỳ vọng của x2 bằng b cái gì? Kỳ vọng của tổng bằng tổng kỳ vọng, là mình sẽ suy ra được cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên của phân phối nhị thức. Thấy không? Rồi, tóm lại là biến ngẫu nhiên của phân phối nhị thức á thì em nhớ cho thầy là biến ngẫu nhiên x nè nó có phân phối nhị thức nè bnb không, thì cái miền giá trị của nó là gì, là từ 0 đến n, 0 1 2 dần dần đến n, và cái xác suất x bằng k là em phải nhớ nè là số tổ hợp chập k của n rồi nhân cho b mũ k nhân cho 1 trừ b mũ n trừ k, thấy không?
đồng thời là cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x này là bằng n nhân b, rồi phương sai của nó là bằng n nhân cho b nhân cho 1 trừ b, thấy không? Và cái mod của nó, mod x là số lần thành công nhiều khả năng nhất đó, thì nó sẽ bằng là phần nguyên của n cộng 1 nhân b. Đấy. Thì đối với biến ngẫu nhiên của phân phối nhị thức là em nhớ mấy những cái ý này giùm thầy, ghi tóm tắt vô. Dạ, em ghi tóm tắt này vô. Bây giờ mình sẽ sang các cái ví dụ. Cái định lý này thì em tham khảo thêm như này, và các công thức tính xác suất và ví dụ này mình cũng tham khảo thêm. Rồi bây giờ mình sang cái ví dụ này, một bạn đọc cho thầy ví dụ 3.1 thôi. Đặng Tường Nguyên. Dạ. Một khách hàng mua xe tại một đại lý, nếu xe có sự cố kỹ thuật thì được quyền trả xe trong vòng 3 ngày sau khi mua và được lấy lại nguyên số tiền mua xe, mỗi chiếc xe bị trả lại. Như thế làm thiệt hại cho đại lý 250.000 đồng. Có 50 xe được bán ra, xác suất để một xe bị trả lại là 0,1. A. Tìm kỳ vọng và phương sai của số xe bị trả. Tính xác suất có nhiều nhất hai xe bị trả lại. B. Tìm kỳ vọng và độ chênh lệch chuẩn của tổng thiệt hại mà tổng đại lý phải chịu do việc trả lại xe. Độ là chuẩn nha, không có độ trên là chuẩn nha. Dạ. Ta mình hôm trước mình học rồi đó, là độ là chuẩn là căn bậc hai của phương sai đó, thấy không? Thì bây giờ nếu mà mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ cái số xe bị trả lại trong số xe được bán ra nè, thì mình thấy là số xe bán ra mình là 50 đúng không? Vậy thì số xe trả lại thì nó có thể là từ 0 đến 50 đúng không? Từ 0 đến 50, thấy không? Nhưng mà xui lắm nó bị mới bị 50, mới bị 50 chiếc này trả lại cùng lúc. Cho nên là cái khả năng là nhiều cái khả năng nhất là mình sẽ coi coi có bao nhiêu chiếc bị trả lại nha. Thế là cái xác suất mỗi xe bị trả lại là 0,1. Vậy thì cái chữ B này của mình là 0,1 nữa. Thấy không? Ở đây là N của mình là bằng 50. Còn B là bằng 0,1. Bây giờ nó nói là tìm kỳ vọng và phương sai của số xe bị trả lại thì áp dụng ngay công thức nè. Kỳ vọng nó bằng cái gì? EX bằng N nhân cho B. EX bằng N nhân cho B. 50 nhân cho 0,1 là 5 chiếc. Như vậy thì điều này có nghĩa là cái trung bình cứ bán 50 chiếc thì sẽ có năm trung bình nó sẽ có 50 chiếc bị trả lại. Hiểu chưa? Bán 50 chiếc thì trung bình sẽ có 5 chiếc xe bị trả lại. Đấy. Rồi phương sai của số xe bị trả lại là gì? N nhân B nhân Q. N nhân B nhân Q phải không? N là 50 nè. B là 0,1. Q bằng 0,9, Q là 1 trừ B thì nó ra 4,5. Thấy không? Phương sai của số xe bị trả lại. Và thường có khi nó hỏi độ lệch chuẩn nữa. Thì nếu như bài này nó hỏi độ lệch chuẩn thì mình ghi là sigma x, thấy không? Nó bằng căn bậc 2 của phương sai x, tức là căn bậc 2 của dx. Căn bậc 2 của 4,5. Thấy không? Mình lấy máy tính bấm ra. Đề bài này, đây nó không yêu cầu tính độ lệch chuẩn, nhưng mà giả sử như thầy, giả sử như có nó hỏi độ lệch chuẩn thì mình cũng biết trả lời đó, tức là nó phải 2,12, gần bằng 2,12. Rồi bây giờ nó kêu là tính xác suất để cái có nhiều nhất hai xe bị trả lại. Tính xác suất có nhiều nhất hai xe bị trả lại, tức là xác suất số xe bị trả lại từ hai trở xuống, đúng không? Thì cái chỗ này các em biết bấm máy không ạ? Chỗ này bấm máy được không? Bấm máy kiểm tra là rồi là đúng đáp án chưa? Đúng cái đáp án này chưa? Đặng Tường Nguyên. Dạ. Cái chỗ này bấm máy được không? Dạ em đang bấm rồi. Bấm lại nữa coi. Bạn khác cũng bấm máy nhìn thầy coi nó bấm được không? Không được mình tính tiếp.
Em học là em phải hợp tác với thầy nha, thầy kêu cái em làm bấm máy này kia đó thì cái em phải làm theo chứ không phải ngồi thầy không có kêu mình không làm đâu. Thấy chưa? Học em phải hợp tác vậy thôi thì nó mới biết được chứ bây giờ thầy triển khai ra không có đứa nào làm hết trơn. Đó, lãng phí thời gian lắm, biết chưa? Mộng cầm đâu? Hồi thì mộng cầm. Dạ. Có bấm máy không? Có bấm máy theo yêu cầu thầy nói không? Dạ có. Bấm được không? Dạ được. Ra đúng kết quả này Dạ. không? Rồi, thầy cảm ơn. Rồi, bây giờ tiếp tục nè. Nó nói là kỳ vọng và độ lệch chuẩn của tổng thiệt hại mà đại lý phải chịu do việc trả lại xe. Thì cứ mỗi chiếc xe đó là bị trả lại là thiệt hại cho đại lý là 250.000 đồng. Đúng không? Nhưng mà bây giờ mình có bị ít chiếc xe bị trả lại. Ví dụ như là em cứ làm phép tính tố nhân thôi đúng không? Một chiếc thì bị trả lại là thiệt hại 250. Hai chiếc thì nó là 250 nhân 2, ba chiếc 250 nhân 3. Nhưng mà bây giờ mình không có biết cái số này là nhiêu, mình biết nó là cái số ít thôi. Vậy thì nó sẽ là 250 nhân ít. Đúng không? Vậy thì kỳ vọng của tổng thiệt hại thì em nhớ là hôm trước là khi mình học chương 2 đó thì cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên là ax cộng b nó bằng cái gì? Nó phải bằng a nhân kỳ vọng của x cộng cho b không? Đấy, thì mình áp dụng cái tính chất của kỳ vọng vô này. Thì kỳ vọng của e của y nó chính là kỳ vọng của 250 nhân x đúng không? Thì nó bằng 250 nhân kỳ vọng của x. Đấy. Và mình thấy số vô thì nó ra là 1.250.000 đồng. Như vậy thì cứ trung bình thì cứ bán 50 chiếc xe thì trung bình là đại lý nó phải thì bị thiệt hại là 1.250.000 đồng. Do việc trả lại xe, đúng không? Đấy. Và độ lệch chuẩn thì mình nhớ là cái công thức là độ lệch chuẩn của AX cộng B đó. Hôm trước là độ lệch chuẩn của cái thằng này thì nó sẽ bằng trị đối của A nhân cho độ lệch chuẩn của X thôi. Đấy, nhớ công thức tính chất của độ lệch chuẩn và tính chất của phương sai đó. Đấy. Rồi, ví dụ 3.2. Hello, em hỏi cái Cái gì? bấm máy hay ngay chăng cái phần bấm máy của cái phần xác suất nhiều nhất hai xe bị trả lại ngay chăng cái dấu đó mình bấm sao cam hay bằng gì trong máy tính? Dấu này, dấu tổng này hả? Dạ vâng. Dấu tổng này bấm máy tính nào, 580 hay 70? Để em xem. Máy của em là 570 hay 80? Cái máy cũ hơn hả? Không phải cái máy của hàng. Máy cũ hơn rồi, máy là 570. Cái máy của em phải máy giống gì không? À dạ, đúng vậy, đúng. Máy này máy giống gì thì trong cái chế độ mode 1 đó thì em bấm shift với dấu này nè, dấu tổng này được rồi. Thấy không? Dạ rồi. Rồi là 50 nè, 50 shift dấu chia. Là chữ C không? 50 CK. Mà bấm 50 CX đi. 50 CX. Rồi nhân cho 0,1. Mũ X. Rồi nhân cho 0,9 ha. 0,9. Mũ 50 chữ x, 50 chữ x. Và lúc này em cho x nó chạy được 0 đến 2. Thấy không? Từ 0 đến 2. Dạ vâng. Rồi, rồi. Đó, thầy ra. Rồi, cảm ơn. Rồi. Thì mình học rồi không biết thì mình hỏi liền đúng không? Để em quên rồi, quay lại không biết đường đâu mà hỏi. Hỏi rồi mà thầy mắc hỏi rồi, em hỏi phần nào rồi tới chỗ khúc nào rồi kia nó mắc la nó chi lại chi nguyên lại nó hơi lâu. Bây giờ mình học rồi mình không biết mình hỏi luôn ha. Rồi bây giờ em coi cái ví dụ 3.2 giùm thầy. Đó là một bạn đọc cho thầy ví dụ này coi. Dương Kim Ngọc đó. Dương Kim Ngọc rồi. Dạ thầy. Cái tiếng Giang quá thôi khỏi thì bạn Như Quỳnh, Đào Ngọc Như Quỳnh có mặt không? Dạ có. Em đọc cho thầy cái ví dụ này đi. Nhà máy dệt muốn tuyển dụng người biết rành về một loại sợi. Nhà máy thử thách người dự tuyển 7 lần. Mỗi lần nhà máy đem ra 4 sợi giống nhau, trong đó chỉ có một sợi thật và yêu cầu người này chọn ra sợi thật. Nếu chọn đúng ít nhất 6 lần thì được tuyển. Một người đến xin tuyển dụng nói:
chỉ cần nhìn qua là có thể phân biệt được sợi thật hay sợi giả với xác suất 80%. A. Nếu người này nói đúng khả năng của mình thì xác suất được tuyển dụng là bao nhiêu? B. Tính xác suất để được tuyển dụng trong trường hợp thật ra người này không biết gì về sợi cả. Rồi bây giờ thầy giảng bài này chút nha. Thì bây giờ nếu như người này nói đúng sự thật, tức là anh ta có khả năng là chọn đúng sự thật với xác suất là 80%, à, anh ta có khả năng chọn đúng sự thật với xác suất 80%. Đấy. Thì như vậy thì mình thử thách anh này 7 lần, có nghĩa là một quá trình Bernoulli, thấy không? Cứ một lần thử thành công là 0,8, đúng không? Thất bại là 0,2. Như vậy thì mình được cái quá trình Bernoulli là hoặc là cái phân phối nhị thức là thế này. X có phân phối nhị thức với tham số n bằng 7 và b bằng 0,8. Như vậy thì xác suất người này được chọn là gì? Là xác suất là chọn đúng 6 lần, tức là x bằng 6. Thấy không? Đây mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số lần chọn đúng. Chỉ số lần chọn đúng trong 7 lần thử nè. Vậy thì x nó có phân phối nhị thức với tham số n bằng 7 và b bằng 0,8. Vậy thì xác suất người này được chọn, tức là xác suất anh ta chọn đúng từ 6 lần hoặc là 7 lần. Trong trong 7 lần thử là có 6 lần chọn đúng hoặc là cả 7 lần đều chọn đúng hết. Thấy không? Tức là mình sẽ tính xác suất x bằng 6 cộng xác suất x bằng 7 và cộng lại nó ra thế này. Được chưa? Đó. Thì bây giờ thầy sẽ sửa cái đề lại, rồi em bấm máy ra cho thầy, em cho thầy biết cái kết quả là nhiêu. Bây giờ thầy sửa lại là anh này nói là chỉ cần nhìn qua là phân biệt sự thật sự giả với xác suất, là bỏ số này đi, sửa là cái số là 70%, thì cái đáp án này ra nhiêu, nói cho thầy biết coi ha. Rồi bấm máy đi, rồi là thầy sẽ hỏi. Rồi hỏi thấy không? Rồi tên Quỳnh Thanh Nhã. Dạ thầy. Dạ bằng 0,4567. 4567 sai. Bạn khác. Em biết em sai chỗ nào ha, em coi lại nha. Lê Minh Quốc. Lê Minh Quốc dặn Lê Kiều Trinh. Dạ là 0,3294172. Thằng chọn 4 chữ số thôi là nhiêu? Dạ 0,3294. 4 chữ số là 0,3294. Đúng chưa? Rồi nếu mà sửa cái số này 70% là em biết làm rồi phải không? Là 0,3294, nhớ chưa? Chỗ này nó sẽ là 0,3294. Còn cái chỗ này bấm máy thì sao đó thì em phải kiểm tra lại thầy, thấy không? Bạn nào bấm sai đó là coi là kết quả cho thầy. Đó. Còn bây giờ đó là câu B, là nó nói là tính xác suất được tuyển dụng trong trường hợp thật ra người này không biết gì về sợ cả, không biết gì về sợ cả, đúng không?
Tức là lúc này là đem ra bốn bốn sợ thì anh ta nhắm mắt anh trời nhỏ ngổ nghiêng sợ. Đó, nhiều khi hên đúng không? Thì lúc này cái xác suất được tuyển nó sẽ là 0,0014. Cái này mình đọc là 14 phần ngàn đúng không? 14 phần ngàn. 14 phần 10 ngàn chứ. 14 phần 10 ngàn. Mười bốn phần mười ngàn tức là trong 10.000 trường hợp thì nó sẽ có 14 trường hợp có khả năng chọn đúng thôi. Tương tự như vậy thì mình sẽ xem cái ví dụ 3.3 giùm thầy. Một bạn đọc ví dụ 3.3 đi. Lê Thị Thúy An có mặt không? Dạ có. Rồi đọc ví dụ 3.3 đi. 3.3. Giả sử ngày sinh của người dân trong một thành phố lớn có thể rơi ngẫu nhiên vào một ngày bất kỳ trong năm 365 ngày, chọn ngẫu nhiên 1.095 người trong thành phố đó, tính xác suất rễ: A. Có hai người có cùng ngày sinh với một ngày đã cho. B. Có không quá 7 người có cùng ngày sinh với một ngày đã cho. Rồi, thầy cảm ơn. Thì ở đây là cái công thức tính gần đúng em. Tính gần đúng, nếu mà công thức tính đúng thì mình đây mình tính sao? N của mình nó là 1.095 nè. Còn B nó là 1/365. Nếu mình tính đúng thì nó sẽ là gì đây? C 1.095 của 2 đúng không? Rồi nhân cho là 1/365. Mũ mấy? Mũ 2. Rồi nhân cho 1 trừ 1/365. Mũ 1095 trừ 2. Đấy. Thì nếu mình tính đúng thì nó ra công thức này nè. Rồi lấy máy tính bấm thôi coi nó giống kết quả nào. Em tính bấm lại cho thầy rồi em. Thầy ơi, nó ra là 0,2241. Hai hai không phải 2241, còn cái này là 0,2240 đó em. Không, nếu mà mình tính thì cái này là 0,2241. Không, còn nếu mà tính gần đúng thì nó ra 0,2440. Thì hai cái số này nó khá gần bằng nhau, nó gần gần nhau. Không. Thì cái chỗ này tức là em sẽ coi cái công thức tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson nha, công thức ở trên đây nè. Thấy không? Các công thức tính xác suất và ví dụ nè. Thì cái công thức này là công thức tính đúng nè. Thấy không? Công thức 3.4 của mình tính đúng nè. Đấy. Rồi công thức dưới đây là công thức tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson. Trong trường hợp N khá lớn. N khá lớn. Và B gần 0 hoặc là 1. Thấy không? B gần 0, 1. Tức là N nhân B nó nhỏ hơn 5. Thấy không? B, N, B nhỏ hơn 5. Thì lúc này mình sẽ áp dụng công thức xác suất X bằng K. Nó sẽ bằng gần bằng N mũ K chia cho K giao thừa nhân E mũ trừ NB. Thì trong cái bài toán lúc nãy của mình đó là N bằng 1.095 đúng không? Còn B nó khá bé, tức là nó là 1/365. Vậy thì nếu mà mình lấy N nhân B, N nhân B tức là 1.095 rồi là nhân cho 1/365 đúng không? Thì nó ra 3. 3 là nhỏ hơn 5 rồi, nó thỏa yêu cầu này.
cho nên mình sẽ tính công thức gần đúng công thức này. Đó, em đảo là cái ví dụ này. Đó, thì em thấy là n nhân cho b là bằng 3 nhỏ hơn 5, cho nên áp dụng công thức tính gần đúng. Và công thức thứ hai là cái này cái tổng tổng k từ 0 đến 7 không? Tức là tính xác suất là có không quá 7 người cùng ngày sinh với ngày đã cho. Rồi như công ty lớn có nhiều nhân viên thì nó muốn biết là trong cái tháng đó, trong cái ngày đó là có bao nhiêu người có ngày sinh vào cái ngày đó. 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 Bây giờ một câu hỏi thầy đặt ra là một công ty. Câu hỏi đặt ra giống cái bài này phải không? Một công ty có 500 người. 500 người. Bây giờ là tính xác suất là có 10 người có ngày sinh trong tháng 2. Xác suất là có 10 người có ngày sinh trong tháng 2, ai làm được? Cái này em dùng công thức tính đúng luôn, không cần dùng công thức tính gần đúng không? Tức là mình muốn làm cái này thì em phải xác định được cái n. N của mình đó là 500. N là 500. Còn B đó là nếu mà mình tính gần đúng của B đó thì nó bằng 1 phần 12 thôi. Đúng không? B bằng 1 phần 12 thôi. Còn nếu mà tính chính xác á, thì nó sẽ là 300, tháng 2 có 28 ngày phải không? Chia cho 365. Đúng không? Nếu mà tính chính xác thì nó là thế này. Thì tại vì tháng 2 mình có 28 ngày đấy các em. Thì những người nào mà có ngày sinh trong tháng 2, tức là nó rơi vào một trong 28 ngày đó, tức là nó có 28 trường hợp. Trong khi một người sanh thì cái ngày sanh của họ nó sẽ rơi ngẫu nhiên vào một trong 365 ngày, tức là có 365 ngày đúng không? Thì mình sẽ có 28 chia 365. Thì xác suất một người có ngày sinh rơi vào tháng 2 là nó là 0,07. 0,076. 67 phải không? 0,767 tức là 0,77, 0,077 cũng được. Đấy. Còn nếu mà mình lấy 1 chia cho 12 cũng được ha các em. 1 chia 12 thì cũng được. Chúng ta tạm chấp nhận cái này. Thì nó ra là 0,83. Đấy. Thì thôi mình lấy cái quy ước là mình lấy cái phía sau đi cho nó chính xác. Rồi bây giờ em tính xác suất cho trong đây là 500 người này, nó có 10 người có ngày sinh trong tháng 2. Đáp án là nhiều. Để công ty tính tổ chức cái sinh nhật cho mấy người này trùng với cái ngày lễ tình nhân luôn á em, thấy không? Để công ty nó quan tâm, công ty nó làm gì đó. Bây giờ tính xác suất là nó cần chuẩn bị 10 phần quà, tức là có 10 người có ngày sinh trong tháng này. Làm được không ạ? Ai không hiểu thì nói nha, tôi kêu làm mà nó không biết, tới hồi tôi kêu mới nói không biết là tôi không chịu luôn nha. Tôi không chấp nhận như thế. Mình không biết thì mình hỏi liền. Rồi chỗ đó làm sao thì chả hỏi gì hết, thì tới hồi hỏi lên kêu lên mới nói không biết là không được rồi, cái đó là coi như không tích cực rồi đó. Tính ra không? Tính ra không các em? Mấy em gu bà rù vậy trời.
Mấy đứa này học hành kiểu này chết rồi. Nguyễn Thị Hạnh. Dạ. Có hiểu bài? Không hiểu lắm rồi. Trời, chết thôi. Chết thầy rồi các em ơi. Học hành chỗ này chết. Nguyễn Thị Kim Hương. Dạ thầy. Dạ gì thầy hỏi em làm được không? Dạ gì làm được không? Dạ không. Chết mồ. Như không hiểu bài luôn hả? Không hiểu bài, không hiểu gì chứ luôn hả? Bây giờ mình mới học có luật cơ phân phối nhị thức thôi đó mà sao chết rồi em ơi. Bây giờ thì giả dụ như công ty này có 100 người phải không, công ty này có 100 người, bây giờ mình sẽ chọn mình coi coi có bao nhiêu người có ngày sinh vào tháng 2 ha, rồi sắp tới tháng 3 đi. Bây giờ là bây giờ thầy hỏi một cái bài toán cụ thể là trong một công ty có 100 người. Tính xác suất có hơn 10 người. Hơn 10 người ha. Có ngày sinh trong tháng 3. Đấy thì tháng 3 sắp tới rồi. Nó sẽ có một cái ngày rất là ý nghĩa đối với các bạn nữ, đó là ngày 8 tháng 3. Không? Bây giờ mình tính xác suất là trong 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 100 người này đó là có hơn 10 người là có ngày sinh trong tháng 3. Rồi anh làm được không? Thế thì mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ chỗ này nè, mình sẽ gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số người công ty mà có cái ngày sinh trong tháng 3. Có ngày sinh trong tháng 3. Thì mình sẽ có là x này nó sẽ có phân phối nhị thức các em, tham số bằng trăm, n bằng trăm rồi và b chưa biết. Thì cái b này mình có thể là tính là tháng 3 thì có 31 ngày đúng không? Rồi, và chia cho 365. Đấy. Để B như thế. Bây giờ xác suất cần tính của mình là cái gì? Xác suất cần tính là cái xác suất là ít nó lớn hơn 10. Thì mình sẽ tính theo biến cố đối bằng 1 trừ cho xác suất ít bé hơn bằng 10 đi. 10 ha. Thì cái này tính như thế nào? Công thức ra sao? Rồi, một bạn nói cho thầy biết rồi. Nguyễn Minh Anh. Số 1 là thầy ghi lại nè, còn cái công thức xác suất ở phía sau này là ghi như sao? Dạ thưa thầy là ghi 31 trên 365. 31 chia 365 thì sao nữa? Mở ngoặc. Tại vì cái này là tính xác suất ít bé bằng 10, có nghĩa là mình tính xác suất ít từ 0 đến 10 đó, cộng lại. Cho nên chỗ này là em phải có dấu tổng nè. Là ít chạy từ 0 đến 10 nè. Em hiểu chưa? Và cái này là phân phối nhị thức, cho nên là ở đây là mình sẽ có là gì? CX C100 của x à, số tổ hợp chập x của 100 đó rồi nhân cho 31 phần 365 mũ x rồi nhân cho là gì đây, 1 trừ cho 31 thì tức là 365 trừ 31 rồi chia cho 365 đúng không? Cái này mũ 100 trừ x đấy, rồi sau đó mình bấm máy ra thì nó ra kết quả thôi đúng không? Trời ơi, mấy em này học rồi. Học thụ động, các em học thụ động gì làm sao mà
mà giỏi được. Hăng hái lên, gì đâu mà tôi dạy xong rồi tôi hỏi rồi tôi thấy là cảm giác thì không theo dõi bài gì cả, học kiểu này chết rồi. Thì em nói em làm được cái bài trắc nghiệm thôi, bài trắc nghiệm thì nó mới kiến thức tối thiểu cho em thôi, tại mà để chứng tỏ em có đọc sách, em có nghiên cứu bài vở chút đỉnh thôi. Rồi em học mà chỗ này em không biết làm nữa thì coi như chết rồi. Đấy, thì bây giờ thầy giảng rất là chậm như thế nhưng mà hỏi không có đứa nào biết chứ, chết rồi. Thôi mấy cái ví dụ này tự xem luôn đi, tôi nghỉ giảng rồi, tự xem đi, rồi nữa là làm bài tập tương tự đi. Đấy. Đấy. Thì tôi nói thêm là thế này, bây giờ đó là tiếp theo đó là mấy cái ví dụ này các em tự xem giùm thầy ha. Rồi rồi bây giờ tôi nói thêm cái phân phối siêu bội. Thì phân phối siêu bội hay còn gọi là siêu hình học á, không thì ở trong Excel á là mình sẽ gọi cái tên nó là nó có chữ H chữ Y dài, chữ H chữ Y dài là đây này, là high geom disk không. Đấy thì cái chữ này high geom disk tức là phân phối siêu hình học. Nhưng mà trong tài liệu mình còn gọi nó là phân phối siêu bội nữa. Thì phân phối siêu bội ha. Thì cái luật phân phối xác suất của nó sẽ như thế này. Phân phối siêu bội thì nó có 3 tham số. Tham số thứ nhất là n lớn, thứ hai là t, thứ ba là n nhỏ. Và cái miền giá trị của nó là tập hợp những cái số tự nhiên mà nó đi từ mắt của 0 n trừ n lớn cộng t đến là min của t và n nhỏ. Thấy không? Và cái xác suất x bằng k nó sẽ theo công thức này. À, thì cái mô hình nó đơn giản thôi, thế này, ví dụ như trong cái kho hàng của mình đó là nó có n sản phẩm. Mà ở đây nó có t sản phẩm tốt. T sản phẩm tốt. Và n lớn trừ t sản phẩm là không tốt. À, bây giờ từ cái hộp này là mình lấy ra n nhỏ sản phẩm. Và n sản phẩm này mình chia ra là x sản phẩm tốt. À, rồi như vậy thì còn là n trừ x sản phẩm không tốt đúng không? Và cái x này nó chính là cái biến ngẫu nhiên của phân phối siêu hình học này. À, thì bây giờ x bằng k, xác suất x bằng k có nghĩa là k sản phẩm tốt này mình sẽ lấy trong số t sản phẩm tốt, cho nên mình sẽ có là CKT cách lấy. Còn lại là n trừ k sản phẩm không tốt, mình sẽ lấy trong số n trừ t sản phẩm không tốt này. Đúng không? Thì nó sẽ có là cn trừ k n trừ t. Và chia cho tổng số cách lấy tức là chia cho phần tử không gian mẫu tức là cn là nhỏ n lớn đúng không? Đấy. Đấy. Thì các em lưu ý như thế, thì cái công thức phân phối siêu bội này nó liên quan đến việc lấy hàng ở trong một cái tập hữu hạn, à, trong một tập hữu hạn. Thì đối với phân phối siêu bội này thì em nhớ cho thầy các cái công thức là cái kỳ vọng nó cũng là n nhân b, à, n nhân b, nhưng mà b của nó là nó sẽ lấy cái t này nè, lấy cái t này chia cho n, không? Tức là b nó bằng là t chia n, còn q nó là bằng 1 trừ b. Như vậy thì đối với phân phối siêu bội này đó thì là kỳ vọng của nó là x bằng ex bằng n nhân b. Còn cái phương sai của nó là n nhân b nhân q, nhưng mà nó sẽ nhân thêm một cái thừa số gọi là điều chỉnh hữu hạn nữa là n lớn trừ n nhỏ chia n lớn trừ 1. À, thì đây là một cái ví dụ liên quan đến cái phân phối siêu bội. À, thì ở đây em đọc em thấy là một cái kiện hàng nó có 10 sản phẩm, rồi trong đó có 7 sản phẩm là A. À, mình lấy ra mình quan tâm đó là loại A, cho nên là cái T của mình bằng 7 nè. Và mình lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm và đặt x là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong 3 sản phẩm lấy ra. Thì ở đây yêu cầu tính là lập bảng phân phối xác suất của x, rồi tính kỳ vọng và phương sai của x. Đúng không? Đó, thì ở đây mình lập bảng phân phối xác suất của x thì mình có là gì? Thì ở đây mình có x là biến ngẫu nhiên của phân phối siêu bội với tham số n lớn bằng 10. N lớn bằng 10. Rồi n nhỏ thì nó bằng 7. À, xin lỗi, cái t thì bằng 7, còn n nhỏ thì bằng 3. Đấy, thì bây giờ mình lập bảng phân phối xác suất là như thế này. Không?
kỳ vọng của nó là bằng n nhỏ nhân cho t chia n lớn, là n nhân b đó, mà b của mình ở đây nó bằng là 7 phần 10, thấy không? Thì cái kỳ vọng nó được 2,1. Em tính cái em kiểm tra cái bảng phân phối này lên thầy, và cái phương sai của mình nó là bằng 0,49. Nhưng là 3 nhân 7 phần 10 rồi nhân 3 phần 10 đó. Rồi nhân cho 7 phần 9. Tại n lớn là bằng 10 phải không? N nhỏ là bằng 3 thì 10 trừ 3 còn 7. N lớn trừ 1 là 9. Đấy. Đấy, bây giờ cái bài này thì sửa đề lại. Là yêu cầu các em làm cũng tương tự như thế. Sửa đề lại ha. Tức là cái số 10 này thầy sửa thành số 12. Đó, số 7 này á, là thầy giữ nguyên. Số 7 này giữ nguyên. Rồi cái số 3 này thầy sửa thành số 4. Rồi em làm lên, em trình bày lại cho thầy, rồi em chụp hình gửi lên nhóm Zalo này. Thấy không? Đó, thầy nhắc lại là cái ví dụ 3.7 này thầy sửa là cái số 10 thành số 12. Đó, cái số 3 này thầy sửa thành số 4. Và em cũng làm như thế, em lập bảng phân phối xác suất tính EX, DX. Thấy không? Rồi kỳ vọng và phương sai đó. Em chụp hình gửi lên nhóm Zalo cho thầy. Cuối giờ thầy xem lại coi đứa nào làm được, không làm được cái gì đó thì kiểm tra lại ha. Tức là nên gửi lên cái nhóm Zalo này cho thầy ha, chụp hình gửi lên nhóm Zalo ha. Nhóm 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 mình là xác suất thống kê A thầy ăn nè. Đó. Làm lại đi, gửi đi. Thời gian cho các em là 15 phút. Thấy không? À, mình sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm cái luật phân phối nữa là luật phân phối Bose xong rồi em. Thấy không? À, chúng ta tạm ngưng làm cái bài đó đi, lát nữa làm tiếp thấy không? Bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp cái luật phân phối Bose xong nè. Thì luật phân phối Bose xong là của cái biến ngẫu nhiên mà nó có cái miền giá trị là vô hạn đếm được các em. Miền giá trị nó là tập số tự nhiên luôn, tức là nó nhận giá trị là 0, 1, 2, vân 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 rồi. Rồi tới ví dụ như nào tới 10 nó còn nhận nữa, thấy không? Nhận tới 100 nó còn nhận nữa. Đó, thì gọi là vô hạn đếm được. Cái chữ này mình đọc theo tiếng Việt của mình đó là bót xong rồi các em. Chữ này nè mình đọc theo tiếng Việt là bót xong. Bót xong. Là ông bót ông xong ra đó. Rồi, bót xong ha. Thì mình đọc là ít có phân phối bót xong với tham số lambda. À, đọc nè. Cái chỗ này mình đọc là ít có phân phối bó xong với tham số lambda. Miền giá trị của ít là tập số tự nhiên nha. Và xác suất ít bằng k nó sẽ là lambda mũ k chia k dây thừa nhân e mũ trừ lambda. Thấy không? Đấy, thầy lấy ví dụ chẳng hạn như nè. Ví dụ nè. Ví dụ mình có ít có phân phối bó xong. Chữ này mình ghi theo tiếng Anh nhưng mà đọc âm Việt nha. À, ba. À, bây giờ thầy cho lambda bằng 3 luôn đó. Bây giờ tính xác suất ít nhận giá trị 4. Nhận giá trị 4 xác suất là bao nhiêu? Như thì ở đây mình sẽ có là gì? 3 mũ 4 đúng không? 3 mũ 4 tức là k này nè. K này nó bằng 4 này ha. Đó, rồi chia cho 4 dây thừa. 4 dây thừa ha. Rồi nhân cho e mũ trừ trừ 3 hay trừ 4 em? Ba. À, đúng rồi, trừ 3. Rồi bấm máy tính thôi em, bấm máy tính thôi, chỗ này bấm máy tính đi. Rồi là 3 mũ 4 nè, 3 mũ 4 rồi chia cho 4 dây thừa, 4 dây thừa rồi nhân cho gì? À, e mũ rồi chỗ này nè em, chữ e mũ đây nè trừ 3 rồi bấm ra là 0,168 nữa em, 0,168. Đó. Thì lấy ví dụ về phân phối bó xong tham số lambda 3. Đấy, thì em lưu ý là cái kỳ vọng của cái phân phối bó xong là nó bằng lambda luôn anh em. À, cho nên là khi người ta nói cho phân ít là biến ngẫu nhiên của phân phối bó xong, biết kỳ vọng của nó bằng 3 thì mình phải phải nghĩ ra là lambda nó bằng 3 luôn.
Đó, như vậy thì ở đây là mình đang nghiên cứu phân phối có xong, em kỳ vọng phương sai nó đều là lambda hết nha. Còn cái cách tính làm sao nó bằng lambda đó thì các em tham khảo thêm chỗ này. Em phải nhớ cái cách tính tổng chuỗi ha, tổng chuỗi. Đó, còn nếu mà em nào quên thì thôi, chỉ cần nhớ cho thầy là cái gì? X của phân phối Poisson tham số lambda thì kỳ vọng nó bằng lambda, phương sai nó bằng lambda luôn. Thấy không? Cái mô hình của phân phối Poisson thì nó hơi khác so với hai mô hình lúc nãy. Thấy không? Khác với mô hình của phân phối nhị thức và mô hình của phân phối siêu bội. Tức là một một biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson thì nó chính là cái số lần mà xảy ra một cái biến cố A nào đó trong một cái khoảng thời gian mà có chiều dài là V kép. Và điều kiện là số lần xảy ra trong những khoảng không giao nhau là độc lập nhau. Thấy không? Ví dụ như mình có hai cái khoảng thời gian từ từ 7 giờ đến 8 giờ và khoảng thời gian từ từ 8 giờ đến 9 giờ. Rồi ít là số người đến siêu thị Vincom trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ. Và y là số người đến siêu thị Vincom trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ. Thì tức đó là khoảng thời gian không giao nhau. Phải không? Đó, thì hai cái biến nó sẽ là độc lập nha. Phải không? Đấy. Thì số người đến siêu thị trong khoảng thời gian từ 8 giờ 7 giờ đến 8 giờ thì nó sẽ độc lập với số người đến siêu thị trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ. Đấy. Thì ở đây mình nói là giả sử là chúng ta quan tâm đến số lần xảy ra của một biến cố A trong một khoảng thời gian hoặc không gian liên tục có chiều dài là V kép, với điều kiện là số lần xảy ra những khoảng thời gian không giao nhau là độc lập nhau, và xác suất xuất hiện của biến cố A nhiều hơn một lần là trong khoảng đó là rất bé. Thấy không? Đó. Thì như vậy hơn nữa là cái cường độ xuất hiện của A là không thay đổi. Thấy không? Có nghĩa là số lần xuất hiện trung bình của A chỉ phụ thuộc vào độ dài của khoảng đó thôi. Ví dụ như mình nói ít là số đơn đặt hàng trong một tuần của một cái xí nghiệp nào đó, phải không? Đấy. Thì ít là số đơn đặt hàng trong một tuần của xí nghiệp đó, thì ít nó có biến ngẫu nhiên là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson. Vậy thì trong một cái khoảng thời gian, chẳng hạn như trong một ngày đi, thì cái số đơn đặt hàng đó là rất là bé, không? Có khả năng cái xác suất mà có hơn một đơn đặt hàng trong một ngày đó là rất là bé, xác suất nó rất bé. Đấy. Và cường độ nó không thay đổi, có nghĩa là tuần này trung bình có 7 đơn đặt hàng thì tuần sau trung bình cũng 7 đơn đặt hàng, tức là cường độ nó như nhau, phải không? Cường độ xuất hiện như nhau. Đấy. Như vậy thì ở đây nó thì nếu mà mình gọi ít là biến ngẫu nhiên số chỉ số lần xuất hiện của biến cố A trong khoảng thời gian có chiều dài V kép. Như vậy thì ít nó sẽ có phân phối Poisson với tham số lambda bằng M nhân V kép. Tức là cái số trung bình trong một cái khoảng thời gian đó là cường độ nó xuất hiện đó, không? Rồi nhân với cái chiều dài V kép thôi. Đấy. Thì mình có thể thấy được trong thực tế thì có nhiều cái biến ngẫu nhiên mà nó tuân theo cái luật phân phối Poisson, chẳng hạn như là số cuộc gọi điện thoại gọi đến trong một phút trong một cái trạm phát sóng trong một cái trạm nào đó, hoặc là số lỗi trên một trang giấy, hoặc là số lỗi trên một mét vuông vải, số đơn đặt hàng gửi đến một cơ sở sản xuất trong một tháng, vân vân. Đấy là những cái biến ngẫu nhiên mà nó những cái số đó nó chính là biến ngẫu nhiên của một phân phối Poisson. Thì nhà toán học Simeon Poisson nghiên cứu và hình thành cái luật phân phối Poisson, ha. Thì mình thử lên mạng mình sạc thử coi là cái ông Poisson này là ổng như thế nào. Cái luật phân phối Poisson là cái hàm mật độ rời rạc nó như thế này, không? À, đấy, hàm mật độ rời rạc nó như thế này. Đó, tùy theo cái lambda này, các em. Lambda bằng 1, lambda bằng 4, lambda bằng 10, ha. Đấy, thì mình coi cái tên của cái nhà này. Đây cái tên. Ông này ông tên là Simino Dennis Poisson. Phải không? Ông này ông sống cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 nha. Ông sống trong cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Tức là ông sinh năm 1781, phải không? Mất năm 1840. Đấy. Nhìn
ổng cái hình của ông cũng 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 phương phi ha, đấy em này bớt xong rồi đó. Nhà toán học có xong. Ổng là người Pháp không đấy, là một người toán học người Pháp và kỹ sư rồi nhà vật lý học luôn ha. Giỏi thế, vừa vừa là kỹ sư nè, vừa vừa là nhà vật lý học. Năm 1004 mình có thể tham khảo thêm cái ông này ha. Rồi bây giờ mình đảo lại cái bài á các em, thì nhắc lại là cái phân phối Boson. Phân phối Boson thì em thứ nhất là em nhớ cho thầy là cái công thức tính xác suất tại một điểm nó bằng bao nhiêu. Đấy. Và kỳ vọng phương sai nó đều bằng lambda hết ha. Đấy, như vậy thầy hỏi các em là độ lệch chuẩn nó là bao nhiêu? Nếu ít có phân phối Boson thì độ lệch chuẩn nó là gì? Bạn nào trả lời được? Trần Thiện Thanh. Dạ. Biến ngẫu nhiên có phân phối Boson thì độ lệch chuẩn nó bằng nhiêu em? Biến ngẫu nhiên phân phối Boson tham số lambda thì độ lệch chuẩn nó là nhiêu? Tức là chỗ này là mình ghi sigma x đúng không? Sigma x bằng nhiêu? Là căn bậc 2 của lambda. À, căn bậc 2 của lambda, nhớ chưa? Độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của phương sai, mà phương sai nó bằng lambda rồi, đúng không? Đấy. Phương sai nó bằng lambda, vậy thì độ lệch chuẩn nó bằng căn bậc 2 của lambda. Cho nên là trong cái tham số lambda này đó là người ta bắt buộc là lambda nó phải dương nha. Hãy lưu ý trong cái định nghĩa đó là lambda phải dương nè. Đúng không? Đấy. Rồi, tiếp tục. Thì mình có một cái định lý gọi là định lý Boson nha, định lý Boson. Giả sử cho một cái giải phép thử độc lập và một biến cố A xuất hiện với xác suất là BN. BN này nó thay đổi không? BN này thay đổi và khi nào tiến đến cùng thì BN nó tiến như không. Đó. Nhưng mà cái N nhân BN này nó bằng lambda là không đổi. Đấy. Như vậy thì ở đây là mình sẽ có công thức là CKN nhân BN mũ K nhân 1 trừ BN mũ N trừ K cho N tiến tới vô cùng thì nó sẽ bằng công thức này. Nó sẽ bằng là lambda mũ K chia K cho thừa nhân E mũ trừ lambda. Đấy. Thì cái này gọi là định lý Boson, mà cái hệ quả của định lý Boson đó là cái công thức tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối Boson nha. Tức là nếu như mà mình có một cái phân phối nhị thức như thế này. Phân phối nhị thức như thế này với N khá lớn và B gần khá gần 0 hoặc là 1. Cái này là B gần 0 nè. Giống như là cái bài lúc nãy là cái sinh nhật của một người nó gơ vào cái ngày là bằng 1/365 với xác suất bằng 1/365 đó. Như vậy thì nếu như mình có nghiên cứu một khảo sát 1095 người thì cái lúc này N nhân B của mình là bằng 1095 và nhân cho gì đây? 1/365 thì nó gần bằng 3. 3 thì có nghĩa là nó nhỏ hơn 5 nè. Và cái số này nó lớn hơn 100 nè, thấy không? Vậy thì mình sẽ tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối Boson. Đấy. Và cái định lý 3.5 nó cho biết là nếu mà xy là hai biến ngẫu nhiên độc lập và cùng có luật phân phối Boson hết thì x cộng y nó sẽ có phân phối Boson. Đấy. Thì mình có một cái ví dụ, các cái công thức ở đây các em thêm sao tham khảo thầy. Cái ví dụ là cái này nè, ví dụ về phân phối Boson ha. Đấy. Đấy. Ví dụ 3.9 là các em xem lại thầy ha. Một cơ sở sản xuất là trung bình trong một tuần nhận được 4 đơn đặt hàng. Biết rằng số đơn đặt hàng mà cơ sở đó nhận được trong một tuần là biến ngẫu nhiên của phân phối Boson. Bây giờ yêu cầu là tính xác suất cơ sở đó nhận được hơn 5 đơn đặt hàng trong một tuần. Tức là mình sẽ tính xác suất x bằng x lớn 5 đúng không? Thì ở đây đề bài nó cho là x có phân phối Boson với tham số bằng 4. Tại sao bằng 4 nha? X là số đơn đặt hàng trong một tuần. Như vậy thì cái kỳ vọng của x ấy, thì nhắc lại nè, x là số đơn đặt hàng trong một tuần. Vậy thì kỳ vọng của x
chính là số đơn đặt hàng trung bình trong một tuần. Thầy nhắc lại nè, x là số đơn đặt hàng trong một tuần. Trong một tuần thì EX là gì? Là số đơn đặt hàng, thêm chữ trung bình vô, trung bình trong một tuần, đúng chưa? Và X là số đơn đặt hàng trong một tuần, gì thì EX nó chính là số đơn đặt hàng trung bình trong một tuần. Nhưng mà đề bài nó nói X này là có phân phối bớt xong rồi, không, nó chưa cho biết lambda, đúng không? Nhưng mà nó cho EX bằng 4 này, EX bằng 4. Nhưng mà mình biết là EX nó bằng lambda rồi, vậy thì lambda bằng 4 mình gắn vô đây thôi, đúng không? Đấy, cho nên là ở đây mình sẽ biết được X là có phân phối Poisson với tham số lambda bằng 4. Vậy thì mình muốn tính xác suất X lớn hơn 5, tức là số đơn đặt hàng nó nhiều hơn 5, tức là cơ sở nhận được hơn 5 đơn đặt hàng, đúng không? Nhận được hơn 5 đơn đặt hàng tức là tính xác suất X lớn hơn 5. Nhưng mà lớn 5 thì nó sẽ là từ 6 đến cộng vô cùng, mình tính không được. Cho nên mình tính thông qua biến cố đối của nó là xác suất ít bé hơn hoặc bằng 5. Xác suất ít bé hơn bằng 5. Mà bé hơn bằng 5 thì nó chỉ từ 0 đến 5 thôi. Từ 0 đến 5 thôi. Cho nên là chỗ này đó là em chỗ cái công thức này nè. Em bấm máy rồi, em bấm máy tính kìa. Đấy thì mà bấm 1 nè, trừ nè, tổng nè. Không? Tổng này thì nó là 4 mũ K. Nhưng trong máy mình bấm 4 mũ x và chia cho x dây thừa. X dây thừa là chỗ này, phải không? Dây thừa là chỗ này. Rồi nhân cho gì? Nhân cho là e mũ -4. Và ở đây mình sẽ cho x nó chạy từ 0 đến 5. Đó, bấm vô bằng ra. Thì nó ra là 0,2149, làm tròn là 49 nha. 486, 4867, 4869 thì làm tròn lên là 449. Vậy thì cái xác suất để nó nhận được hơn 5 đơn hàng trong một tuần nó sẽ là 0,2149. Còn câu B nó nói là nhận được 6 đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp. 2 tuần liên tiếp có nghĩa là 14 ngày, đúng không? Tức là trung bình cứ 7 ngày thì nó nhận được 4 đơn đặt hàng. Vậy thì trong 14 ngày nó sẽ nhận được 8 đơn đặt hàng. Như vậy thì ở đây mình gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ số đơn đặt hàng của cơ sở trong 2 tuần liên tiếp, phải không? Thì Y nó sẽ có phân phối Poisson với tham số bằng 8. Thầy giải thích tại sao nó có số 8 này, phải không? Đấy. Thì cứ trung bình một tuần 4 đơn đặt hàng thì trung bình 2 tuần nó sẽ là 8 đơn đặt hàng, đúng không? Đấy. Và đây yêu cầu là tính xác suất là trong 2 tuần này có đúng 6 đơn đặt hàng. Tức là mình tính xác suất tại một điểm Y bằng 6 thôi, chứ không có tính là y nó chạy từ mấy nữa, đúng không? Cái gì thì mình thế số vô thì mình được cái này. Đấy. Bây giờ thầy lại hỏi tiếp, bây giờ thầy ra một cái đề tương tự như cái đề này, nhưng mà thầy sửa cái số 4 này thành số 5, thấy không? Thầy sửa số 4 này thành số 5. Rồi bây giờ tôi sửa đây, bắt đầu sửa đây. Đấy. Bây giờ tôi sửa số 4 này thành số 5. Tức là một cơ sở này trung bình một tuần nhận được 5 đơn đặt hàng. Bỏ số này thay bằng số 5. Được chưa? Rồi bây giờ là cái chỗ này tôi bỏ số 5 tôi thay bằng số 6. Bỏ số 5 tôi thay bằng số 6. Bây giờ câu A này đáp án là nhiêu? Rồi tính rồi thầy sẽ hỏi. Em tính xong rồi thầy sẽ hỏi. Nếu như thầy sửa số 4 này thành số 5 và chỗ câu A thầy sửa số 5 thành số 6, rồi câu B vẫn giữ nguyên, vậy thì đáp án của câu A là nhiêu, của câu B là nhiêu?
Rồi chúng ta ra đáp án chưa? Ơi, em hỏi số 1 trừ đó, tại sao lại là 1 trừ cho cái đó? Nghiên cứu đói em. À, đúng rồi. Mình đang tính xác suất là x nó lớn hơn 5 á em. Lớn hơn 5 thì nó sẽ bằng 1 trừ cho xác suất x nhỏ bằng 5 đúng không? X nhỏ bằng 5 là biến cố đói của biến cố x lớn hơn 5 á em, thấy không? Vậy thì ở đây mình áp dụng cái chương 1 chính là công thức là xác suất của biến cố A bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố đói của A nè. Đấy, công thức này. Công thức này chương 1 nè, vận dụng vô đây. Rồi chúng ta ra đáp án chưa các em? Câu A ra đáp án nhiều. Rồi thầy hỏi một bạn rồi. Dạ. Rồi. Đáp án nhiều. Hiếu lành. Hiếu lành hay Hiếu lành? Dạ thầy, đáp án của câu A là 0,2378. 0,2378 hả? Để thầy mở máy rồi coi lại. Dạ. 2378 đúng rồi. Chính xác. Rồi bạn khác trả lời cho thầy câu B coi. Khải Trần Nguyễn. Khải Nguyễn Trần chứ, Khải Nguyễn Trần. Ủa thầy em tưởng đâu. Thầy sửa đài câu A là làm câu A không, thầy em chưa làm câu B nữa. Vậy hả? Chưa làm câu B. Rồi bạn Trần Ngọc Quý có làm câu B không em? Câu B em chưa biết thầy sửa gì luôn á. Dạ. Câu A. Câu B thầy nói là không có sửa. Chỉ sửa câu A đem xuống luôn. Tức là câu A, câu B giữ nguyên ha, câu B giữ nguyên, dẫn 6 đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp. Nhưng mà với điều kiện là mình đã sửa ở trên đây nè. Tức là trung bình một tuần nhận được 5 đơn đặt hàng. Thì với cái đề cũ của mình đó là đáp án của câu B là 0,1221 phải không?
Em tính ra là 0,0631 không biết đúng không? Đúng rồi đó em. Đúng rồi. Rồi thầy cảm ơn em. Thì nếu mà mình sửa cái đề lại thì chỗ này là post xong 10 ha. Post xong có tham số lambda 10. Đó là mình tính xác suất y bằng 6. Đấy. Rồi thầy cảm ơn em. Bây giờ mình sẽ sang cái ví dụ 3.10 ha. Ví dụ 3.10 nè. Rồi các em đọc giùm thầy cái ví dụ 3.10 đi. Một xe tải vận chuyển 1.000 chai rượu vào kho nè. Và xác suất để mỗi chai bị vỡ trong khi vận chuyển là 0,0035. Tính xác suất để sau khi vận chuyển có 6 chai rượu bị vỡ và có từ 2 đến 8 chai bị vỡ. Và giả sử là sự kiện các chai rượu bị vỡ là độc lập nhau do chất lượng riêng của mỗi chai. Thấy không? Như vậy thì cái chỗ này đó em thấy là nếu như mà mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số chai rượu bị vỡ sau khi vận chuyển thì rõ ràng x của mình là nó phân phối nhị thức các em. Cái này là nhị thức nè. Với tham số là n bằng 1000 và b bằng 0,0035. Thì rõ ràng mình thấy n đây là khá lớn. Khá lớn. Còn b thì nó b thì nó gần sát với số 0. Thấy không? B nó gần sát với 0. Cho nên nó là mình sẽ xem như x là nó sẽ có cái phân phối bót xong với cái tham số lambda bằng n nhân b. Và n nhân b của mình là bằng 3,5 đúng không? 3,5. Đấy, cái này là công thức mình tính đúng nè. Tính xác suất sau khi vận chuyển có đúng 6 chai rượu bị vỡ đúng không? 6 chai rượu bị vỡ thì nó sẽ bằng là 0,0771. 7709. Thấy không? Đây là tính đúng. Còn nếu mà tính gần đúng thì nó ra là 0,0771. Tức là nó chênh lệch rất là ít cơ. Chênh lệch rất là ít đúng không? Hai cái số này nó chênh lệch rất là ít. Đấy. Thể hiện cái công thức tính gần đúng của mình nó rất là tốt. Đấy không? Đấy. Bây giờ mình muốn tính xác suất từ 2 đến 8 chai bị vỡ. Thì thay vì mình sẽ tính bằng công thức tính đúng bằng phân phối nhị thức thì bây giờ mình tính bằng công thức phân phối bó xong. Đúng không? Đấy. Thì mình sẽ được cái kết quả như thế này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm một cái bài tập liên quan đến phân phối bó xong. Đấy, thì mở một cái bài tập liên quan phân phối bó xong. Đâu qua đâu. Chương 3. Đây là thầy lấy ví dụ về một cái bài tập. Một trạm bưu điện chuyển điện trong khoảng thời gian 10 mũ trừ 5 giây. À, tức là cái thời gian chuyển điện đó là 10 mũ trừ 5 giây. Đúng không? Đó, thì trong quá trình đánh điện thì có cái tiếng ồn ngẫu nhiên. Rồi số tín hiệu ồn ngẫu nhiên trung bình trong 1 giây là 10 mũ 4. Tức là một giây là nó có 10.000 tín hiệu ồn. À, nếu thời gian truyền tin trong thời gian truyền tin dù chỉ có một tín hiệu ồn ngẫu nhiên thì coi như chạm ngưng làm việc. Và tính xác suất để việc truyền tin bị gián đoạn, tức là cái chạm ngưng làm việc, biết rằng số tín hiệu ồn ngẫu nhiên rơi vào ngoái trong khoảng thời gian truyền tin là biến ngẫu nhiên tương theo luật phân phối xong. Không? Vậy thì cái biến ngẫu nhiên em quan tâm đây là biến ngẫu nhiên chỉ tín hiệu ồn rơi vào máy trong thời gian truyền tin. Không? Đáp án rồi nè, mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số tín hiệu ồn trong thời gian truyền tin, tín hiệu ồn nó rơi vào máy trong thời gian truyền tin đó. Thì tín hiệu ồn ngẫu nhiên trung bình của nó sẽ là nhiêu? Một giây là 10 mũ 4 mà truyền tin thì nó có 10 mũ trừ 5 giây thôi,
cho nên là mình lấy cái số tín hiệu ồn trung bình trong một giây mình nhân cho cái thời gian truyền tin là 10 mũ trừ 5, thì cái này nó ra là 0,1. Như vậy thì cái số tín hiệu ồn rơi vào máy trong thời gian truyền tin là một biến ngẫu nhiên của phân phối Poisson với tham số lambda bằng với tham số lambda bằng 0,1, thấy không? Đấy. Do đó là truyền tin bị gián đoạn thì cái nó có từ một tín hiệu ồn trở lên ha, rơi vào máy thì nó việc truyền tin nó sẽ bị gián đoạn, tức là xác suất việc truyền tin gián đoạn có nghĩa là xác suất ít nó nhận giá trị từ một trở lên, và mình sẽ lấy một trừ cho xác suất ít bằng không ha, thì khi đó thì mình sẽ được cái gì 0,0952. Thì đây là cái ví dụ liên cái bài tập liên quan đến cái phân phối Poisson đó các em, phân phối Poisson. Các em lưu ý giùm thầy nha. Cái bài tập tiếp theo đó là gì? Số lỗi trên 1 mét vuông vải là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối Poisson. Thì kiểm tra lô hàng vải người ta thấy 98% có lỗi. Vậy thì trung bình mỗi mét vuông vải có bao nhiêu lỗi? Thấy không? Thế thì ở đây có nghĩa là biến ngẫu nhiên ít của mình đó là nó tuân theo luật phân phối Poisson rồi. Bây giờ quan trọng là mình sẽ tìm được cái số lambda này. Thấy không? Mình tìm cái số lambda này. Thì em lưu ý cái cụm từ là 98% có lỗi. Có lỗi có nghĩa là có từ một lỗi trở lên đúng không? Có lỗi có nghĩa là có từ một lỗi trở lên. Có nghĩa là cái xác suất để cái ít nhận giá trị từ một trở lên là 0,98. Thấy không? Xác suất ít nhận giá trị từ một trở lên là 0,98. Đó. Nhưng mà xác suất ít nhận giá trị từ 1 trở lên thì nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất ít nhận giá trị nhỏ hơn 1. Mà nhỏ hơn 1 chỉ có 1 giá trị là bằng 0 thôi đúng không? Đấy. Thì theo đề bài cái xác suất này nó bằng 0,98. Đấy. Như vậy thì có nghĩa là cái xác suất ít bằng 0 nó sẽ bằng 0,02. Mà ít bằng 0 thì cái trong cái công thức phân phối nhị thức phân phối trong cái phân phối Poisson của mình á. Trong phân phối Poisson của mình đó là thì mình có là xác suất ít bằng k nè. Nó sẽ bằng là lambda mũ k chia cho k dây thừa nhân e mũ trừ lambda. Nhưng mà bây giờ nếu mà cho k bằng 0. K bằng 0 thì cái chỗ này là lambda mũ 0 là bằng 1 mà 0 dây thừa cũng bằng 1. Cho nên là cái xác suất ít bằng 0 nó sẽ bằng là e mũ trừ lambda thôi, đúng không? E mũ trừ lambda. Cho nên mình đảo lại chỗ này thì cái chỗ này nó tương đương là xác suất ít bằng 0 nó sẽ bằng 0,02, mà xác suất ít bằng 0 là nó e mũ trừ lambda, mà e mũ trừ lambda bằng 0,02 thì mình suy ra được lambda bằng 3,9. Cái này là mình bấm giải phương trình mũ thôi, giải phương trình mũ phải không, tức là trừ lambda nó sẽ bằng là logarit cơ số e logarit tức là log Neper đúng không, log Neper của 0,02. Cái này là trừ lambda không? Đấy. Như thì thêm dấu trừ vô nữa thì nó ra là lambda. Đó là 3,91. Đấy. Thì đây là hai cái ví dụ liên quan đến cái phân phối Poisson mà thầy muốn nói thêm các em thấy không? Nó bài tập đó, bài tập liên quan đến phân phối Poisson. Đấy, còn cái tiếp theo của mình đó là cái phần phân phối chuẩn nha. Thì phân phối chuẩn thì các em nghiên cứu lại giùm thầy là cái định nghĩa phân phối chuẩn. Thì phân phối chuẩn nó có hai cái tham số là mi và cái sigma bình. Cái chữ này đọc là mi còn chữ này đọc là sigma bình ha. Thì cái hàm mật độ của nó thì mình đọc sơ lược qua nè. Hàm mật độ của nó là bằng 1 phần sigma căn 2 pi. Thì lưu ý cái số pi này là cái số 3,14159265 gì đó ha, thì cái số pi này thường mình lấy bằng 3,14 phải không. Đấy. Còn cái mi này cái e này đó là cái số e trong cái toán học của mình là bằng 2,7, gần bằng 2,7. Như vậy thì ở đây là cái công thức hàm mật độ của phân phối chuẩn, thấy không? Công thức hàm mật độ của phân phối chuẩn. Đấy. Thì trong trường hợp mà mi bằng 0 và sigma bằng 1 đó, thì mình sẽ có cái hàm mật độ ở trên đây nè. Nếu mình thay mi bằng 0 và sigma bằng 1, cái chữ này đọc là mi nha. Chữ này đọc là
là mi, mu mi, mi không chữ này nè, đọc bằng mi chứ không phải là đọc chữ u, có nhiều đứa đọc chữ u, có đứa đọc thành chữ y dài không biết sao. Đấy. Thì bây giờ đó là cái nếu như mà mình cho mi nữa bằng không và sigma bằng 1 thì cái hàm mật độ này nó trở thành hàm này, và cái hàm này nó gọi là hàm Gauss, và nó chính là hàm mật độ của phân phối chuẩn nè, chuẩn tắc. Tức là khi mà lambda bằng 0 và sigma bằng 1 thì cái chỗ này nó gọi là phân phối chuẩn tắc. Thấy không? Và phân phối chuẩn tắc thì nó có cái hàm mật độ là hàm Gauss, và hàm phân phối là hàm, hàm này nó gọi là hàm phân phối của phân phối chuẩn 0,1 luôn, hay phân phối chuẩn tắc luôn. Thấy chưa? Cái hàm này. Đó. Thì đối với biến ngẫu nhiên mà nó có cái phân phối chuẩn như thế này thì cái kỳ vọng của nó là mi và phương sai nó là sigma bình luôn. Thấy không? Cái này mình khỏi cần chứng minh, mình chỉ cần đọc sơ qua thôi. Và mình có một cái định lý 3.6 là gì, là x, là xy là hai biến ngẫu nhiên mà nó độc lập mà nó có cùng luật phân phối chuẩn, thì x cộng y cũng có luật phân phối chuẩn. Nó tóm lại là ax cộng by này nó sẽ có phân phối chuẩn là mi z và sigma bình phương z. Trong đó mi z thì bằng a nhân x mi, mi mi x cộng b mi y. Còn cái sigma bình phương z thì nó sẽ bằng a bình phương nhân sigma x bình cộng b bình phương nhân sigma y bình. Thấy không? Và từ cái định lý này thì mình có một cái hệ quả, đó là định lý 3.7 đây. À, tức là nếu mà x là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn mi sigma bình phương thì biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của nó là nó sẽ có phục phân phối chuẩn 0,1. Thì đây là luật phân phối chuẩn. Thì bây giờ mình sẽ sang cái công thức tính phân tính tính xác suất của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Ví dụ như mình có biến ngẫu nhiên z là nó có luật phân phối chuẩn 0,1 nè. Bây giờ mình muốn tính xác suất là z lớn hơn a nhỏ hơn bằng b. Thấy không? Thì mình lấy phi b trừ phi a. Phi b trừ phi a. Còn tính xác suất là z nó lớn hơn a thì mình sẽ lấy 1 trừ phi a. Thấy không? Đấy, còn nếu mà muốn tính xác suất là z nhỏ hơn b thì mình tính trực tiếp là phi b thôi. Bây giờ thầy lấy ví dụ ngay chỗ này luôn. Ví dụ như thầy cho z là có luật phân phối chuẩn 0,1. Bây giờ tính xác suất là z nó nhận giá trị lớn hơn 1,5 chẳng hạn. Đấy. Như vậy thì chỗ này em sẽ áp dụng công thức này đúng không? Thức này đúng không? Thì nó sẽ bằng 1 trừ cho phi của 1,5. Mà phi của 1,5 thì làm sao? 1,5 thì mình sẽ tra bảng. Thì chỗ này mình nói là cái hàm phân phối của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn tắc là cái hàm phi này nó nằm ở bảng số 1. Phải không? Đấy, bây giờ mình sẽ mở cái bảng số 1 ra. Thì cuối cái bảng số 1 là cuối cái giáo trình này là cái mấy cái bảng phụ lục với bảng xác suất em. Đây là cái bảng số 1 nè. Bảng số 1 là bảng giá trị hàm phân phối của phân phối chuẩn. Thấy không? Thì lúc nãy là trong cái đề lúc nãy là thầy đang muốn tính là cái gì đây? Muốn tính là cái xác suất cái phi của 1,5 đúng không? Phi 1,5 thì mình sẽ tra bảng như thế nào. Ở đây phi của 1,5 thì mình sẽ coi cái chỗ nào nó có cái số 1,5, cái dòng nào nó có số 1,5, thấy không, và cái cột có số 0. Vậy thì phi của 1,5 là 0,9332, thấy không. Đấy. Vậy thì chỗ này mình sẽ được là bằng nhiêu? 1 trừ 0,9332. Thấy không? 32 là em thấy con số chỗ này nè. Rồi sau đó mình tính toán. Mình tính toán tức là mình sẽ lấy 1. 1 trừ cho 0,9332. Đấy, thì nó sẽ ra được kết quả này.
là 0,0668. Và lưu ý rằng đối với biến ngẫu nhiên mà nó có phân phối, nó có cái phân phối chuẩn, thì z lớn a nhỏ bằng b và z lớn a nhỏ bằng b, nó tóm lại là gì? Chỗ này nếu mà em có thêm dấu bằng vô, em có thêm dấu bằng hay là không thêm dấu bằng gì, cái xác suất nó cũng đều bằng nhau và bằng phi b trừ phi a hết ha. Thì các em lưu ý như thế. Còn đối với trường hợp mà biến ngẫu nhiên mà nó có phân phối chuẩn bình thường, lúc nãy là mình nói z là biến ngẫu nhiên có được phân phối chuẩn 0,1, tức là mi với sigma bình phương. Bây giờ mình đổi là mi với sigma bình phương, nó mi nó khác 0 rồi sigma nó khác 1, thì bây giờ mình sử dụng cái chuẩn hóa của nó đi, chuẩn hóa của nó, thì chuẩn hóa của nó lại có phụ lực phân phối chuẩn 0,1 phải không? Mà có lực phân phối chuẩn 0,1 thì mình sẽ lấy phi của đầu sau trừ phi của đầu trước là được, thấy không? Đấy, thì đó là cái công thức tính xác suất. Rồi một bạn đọc cho thầy ví dụ 3.11, thầy gọi tên nha. Vương Thị Mỹ Linh. Đường kính của một loại chi tiết do một máy sản xuất có phân phối chuẩn kỳ vọng 20mm tương sai 0,1 bình phương mm bình phương mm vuông. Tính xác suất lấy ngẫu nhiên một chi tiết A có đường kính trong khoảng 19,99mm đến 20,02mm. B có đường kính sai khác với đường kính trung bình không quá 0,05mm. Rồi, thầy cảm ơn. Thì cái này là ít là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn nè. Thì mình ghi ra cái chữ N là phân phối chuẩn nha các em. Cái này đọc là ít có phân phối chuẩn mi sigma bình phương. Ở đây là mi bằng 20 và sigma bình phương thì bằng 0,1 bình phương. Có nghĩa là sigma của nó là 0,1, thấy không? Vậy mình muốn tính xác suất ít lớn hơn 19,9 đến nhỏ hơn 20,2 thì mình lấy phi của cái gì? 20,2 trừ 20, 20 này chính là cái mi đó. Thấy không? 20 này chính là cái mi. Mi ở đây là 20. Đó. Vậy thì lấy cái này chia cho 0,1. Và trừ cho phi của 19,99 trừ 20 chia 0,1. Tức là nó ra phi của 0,2 phải không? Trừ phi của trừ 0,1. Đấy, thì như vậy thì cái xác suất này nó bằng cái gì? Mình tra bảng ra nè. Tra bảng ra. Thì đầu tiên là em coi cái phi của 0,2 đúng không? Phi của 0,2 thì em tra bảng sao? Chỗ cái dòng có 0,2 nè. Vậy thì phi của 0,2 nó nằm đây nè. Phi của 0,2 là 0,5793. Đó. 0,5793. Rồi phi của trừ 0,1. Thì em lưu ý là để em tra bảng cái này thì em chỉ lấy những số dương thôi. Và em nhớ cho thầy thêm cái công thức là phi. Để tôi viết lại mới được cái này. Bên đây không viết được. Thầy nhớ cho thầy là cái phi của trừ ít. Phi của trừ ít thì bằng 1 trừ phi ít. Đấy, cho nên là em chỗ này em muốn tra của cái số phi trừ 0,1 thì em sẽ đổi thêm cái nữa. Thì lúc này nó sẽ bằng là phi của 0,2 nè. Rồi trừ cho mở mặt 1 trừ cho phi của 0,1. Không? Thì phi bằng phi của 0,2 cộng cho phi của 0,1. Phi của 0,1. Và trừ cho 1. Thì chắc chắn hai thằng này nó sẽ cộng lại nó lớn hơn 1, không? Đấy, thì phi 0,2 là bao nhiêu? Phi 0,2. 0,5793, đúng không? 0,5793. Thì mình xế số vô thì nó bằng là bằng 0,5793.
rồi phi của 0,1 là 0,53898, thấy không? Phi của 0 0,1 nè là 0,5398, vậy thì mình cộng thêm là 0,5398 nữa, và lấy hai cái số này mình cộng lại. Rồi hai cái này mình mới đi trừ cho một thì mình được cái xác suất nó là nhiêu? 0,1191 không? Còn 0,1191. Thì đó, nhắc đến đối với phân phối chuẩn á, thì mình cũng nhắc đến quy tắc 3 sigma. Quy tắc 3 sigma là sao? Quy tắc 3 sigma có nghĩa là thôi bây giờ mình học tới đây thôi, bây giờ mình nghỉ sớm đi, còn cái phần còn lại thì sẽ quay thành video đưa lên thêm cho các em ha. Thôi bây giờ mình tạm thời mình nghỉ tại đây thôi, tạm thời nghỉ tại đây ha. Bây giờ thầy đã đưa tới công thức tính xác suất của phân phối chuẩn rồi, còn quy tắc 3 sigma hay là bách phân dị này kia đó thì nữa thầy sẽ đưa thêm lên thêm ha, đưa lên cái trang Cohorta đó là em phải tham khảo rồi mà làm bài trắc nghiệm ha. Rồi, thôi bây giờ mình tạm thời nghỉ ở đây nha các em.